Cô chào tụi con. Cô xin giới thiệu, cô tên là Gia Tiên. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho tụi con đi sửa cái đề ôn tập học kỳ 1 môn lớp 8. Thì cái đề hôm nay chúng ta đi giải quyết đó chính là cái đề số 9. Đề này thì sẽ gồm 5 bài. Chúng ta sẽ đi sửa lần lượt từng bài để tụi con có thể nắm rõ được cái cách làm bài ôn tập cho cái kết quả thi sắp tới của mình thật là tốt. Thì vào cái bài đầu tiên là bài số 1, thì yêu cầu của bài số 1 là phân tích đa thức hình nhân tử. Vậy thì để nhắc lại, phân tích đa thức hình nhân tử thì các con đã được học là mình đã học được những cái phương pháp nào ha. Thì cô sẽ liệt kê một số cái phương pháp tổng quát mà tụi con đã được học và được luyện tập thường xuyên. Như là cái phương pháp đầu tiên là phương pháp mình sẽ là có phương pháp đặt nhân tử chung ha. Phương pháp đặt nhân tử chung rồi. Phương pháp tiếp theo mình có là cái phương pháp sử dụng những cái hằng đẳng thức. Rồi, đó là lý do tại sao mà mình đã được học cái hằng đẳng thức trước. Rồi, phương pháp tiếp theo mình sẽ đi nhóm những cái hạng tử lại với nhau, nhóm hạng tử. Rồi, tùy vào mỗi bài thì mình sẽ cần phải biết là mình nhóm những hạng tử này với nhau sao cho nó hợp lý. Và cái phương pháp kế tiếp mình được học là cái phương pháp gọi là phương pháp thêm bớt hạng tử. Rồi, trong cái phương pháp này thì có thể kết hợp thêm là mình có thể gọi là tắt ha. Rồi, ở một số bài thì ta còn giới thiệu thêm cho mình là một cái phương pháp là phương pháp đặt ẩn phụ ha. Rồi, vậy thì mình đã được theo dõi, học tập qua những cái phương pháp này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi giải quyết cái bài số 1 này, xem coi là mình đã nắm chắc được những cái phương pháp để phân tích một cái đa thức hình nhân tử hay chưa. Thì cô sẽ vào cái ý A đầu tiên luôn ha. Rồi, bây giờ ý A đề bài cho mình là 6x mũ 2. 6x mũ 2 ha. Mũ 2 y trừ cho 12 mũ 2. Rồi yêu cầu mình phân tích cái đa thức này hình nhân tử. Thì đầu tiên đối với những cái bài này thì con quan sát những cái hạng tử mình đã bài cho cô. Thì mình quan sát một xíu để mình xác định xem là mình sẽ cần đi sử dụng cái phương pháp nào. Thì để con thấy là cái phương pháp mà mình sử dụng trong đây, tức là con thấy hai cái hạng tử này nó xuất hiện những cái nhân tử chung đúng không? Rồi vậy thì nhân tử chung nào? Về phần số thì mình có thể là 6 ra ngoài, đúng chưa? Bây giờ đến phần biến thì con thấy là cả hai hạng tử của mình đều có x mũ 2, vậy thì mình sẽ có được thêm x mũ 2 nữa. Rồi vậy là hết phần chung rồi ha. Vậy thì khi mình đặt cái phần chung này ra ngoài rồi, vậy thì ở trong đây của mình nó sẽ còn là cái gì? Ha, hạng tử đầu tiên của mình nó sẽ còn là y này, chưa? Rồi, hạng tử thứ hai của mình, khi mà mình đặt 6 x mũ 2 ra ngoài thì con lấy 12 chia cho 6 chỗ này, rồi con nhớ là còn 2 ha. Và x mũ 2 thì hết rồi. Vậy thì coi như đến đây là mình đã kết thúc được cái việc phân tích đa thức A này thành nhân tử ha tụi con. Rồi, thì cái phương ý A này tụi con thấy là mình đang đi sử dụng cái phương pháp đặt nhân tử chung đúng không? Rồi, vậy thì mình tiếp theo mình có cái ý B ha. Bây giờ ý B. Đề bài thì yêu cầu mình phân tích cái đa thức y mũ 2 trừ 16 x mũ 2 trừ cho 6y cộng 9. Rồi yêu cầu mình phân tích cái đa thức này thành nhân tử. Rồi ha, vậy thì đầu tiên vấn đề đầu tiên là mình phải quan sát xem là mình có làm được cái gì với cái hạng tử này. Thì được con thấy là khi mà mình nhìn qua những cái hạng tử này thì mình thấy là khi mà mình kết hợp nhóm những hạng tử, một số hạng tử lại với nhau thì nó xuất hiện ra một cái hằng đẳng thức, đúng tụi con? Rồi đó là những hạng tử nào ha. Thì đầu tiên cô sẽ ghi ra, cô thấy là cô sẽ đưa y mũ 2 vô này, tiếp theo cô sẽ đưa trừ 6y này vô, rồi cô sẽ đưa 9 vô, cộng 9 vô ha, và cái trừ 16 x mũ 2 này cô để xuống cuối cùng. Rồi đến đây tụi con thấy là mình đã xuất hiện được cái hạng thức này chưa? Rồi nếu chưa thì cô sẽ viết rõ ra thêm một xíu cho tôi nhìn ha. Trừ 6y này cô sẽ biểu diễn nó lại thành là trừ 2y nhân với 3. Và 9 này cô sẽ biểu diễn nó là 3 mũ 2. Chưa? Rồi 16 x mũ 2 này thì cô để như vậy đi. Rồi
Cho nên con thấy là đây rõ ràng chính là cái hằng đẳng thức y trừ 3 tức cái bình của mình. Rồi vậy thì trừ 16 x bình này thì tụi con thấy là đến đây rồi thì tụi con phải khi mà mình luyện tập nhiều rồi thì mình biết đến đây là mình chắc chắn mình phải biểu diễn cái 16 x mũ 2 này về ha. Có nhiều bạn hiểu ngầm ạ luôn thì không sao. Có nhiều bạn thì nhưng mà tụi con vẫn phải hiểu ngược là mình phải đưa cái 16 x mũ 2 này về thành 4 x mũ 2. Được chưa? Rồi, vậy thì đến đây tụi con thấy là có phải là đã xuất hiện một cái hằng đẳng thức số 3 đúng không? Vậy thì mình sẽ đưa nó về hằng thức số 3 như sau. Mình sẽ có x trừ 3 trừ cho 4x góc cả nhân cho y trừ 3 cộng cho 4x. Rồi, vậy là mình đã phân tích được cái đa thức ở ý B về thành nhân cộng rồi đó tụi con. À. Rồi con thấy là ở ý B này thì mình đã sử dụng kết hợp cả cái phương pháp nhóm hạng tử và cũng như cái phương pháp là sử dụng hằng đẳng thức. Mà hằng đẳng thức ở đây mình sử dụng không phải là chỉ một mà mình kết hợp với hai hằng đẳng thức khác nhau. À. Rồi, ở cái ý B thì tụi con thấy là đề bài đã cố tình để lộn xộn một số cái hạng tử của cái hằng đẳng thức, đánh lừa một xíu để mình khó có thể nhìn ra. Nhưng mà khi mà tụi con cố gắng quan sát cái đề bài một xíu, từ từ thôi, không có gì phải khó khăn vội vàng hết á, thì mình sẽ nhìn ra được cái hằng đẳng thức gồm có ba cái hạng tử này, hạng tử đầu tiên và hạng tử cuối này. Được chưa? Rồi, vậy là mình xong ý B và ý C thì cô sẽ viết ở bên đây luôn cho tụi con dễ tiện theo dõi ha. Bây giờ ý C, đề bài yêu cầu mình phân tích cái đa thức 2x mũ 2 trừ cho 5x trừ cho 7 về thành nhân tử. Rồi. Rồi, như tụi con nhớ lại một xíu ha, như là thầy cô cũng có nói cho tụi con một cái tip, một cái mẹo nhỏ, như là nếu như mà đề bài cho mình một cái đa thức gồm có ba hạng tử á, mà mình không thể nào mà mình thấy là nó không xuất hiện được cái nhân tử chung, nó không thể đọc nhân tử chung này, mình không thể đưa về hằng đẳng thức này, mình cũng không thể nhóm hạng tử với nhau, vậy thì cái hướng đi tiếp cuối cùng của mình thì mình chỉ có thể là mình sẽ đi sử dụng cái phương pháp tách hạng tử hoặc là thêm bớt hạng tử. Rồi, vậy thì tắt thì mình sẽ đi tắt cái gì? Thì rồi con lưu ý cho cô là tắt hạng tử thì lúc nào mình cũng nhắm đến cái hạng tử ở giữa, hạng tử mà chứa biến x đó tụi con. Vậy thì bây giờ trừ 5x này thì mình sẽ tắt về cái gì đây? Mình quan sát một xíu cái hệ số của mình ở đây, mình đang có là 2, trừ 5 và trừ 7. Vậy thì bây giờ trừ 5x này mình sẽ đi tắt về thành hai tổng của hai hạng tử. Nhớ cho cô là cái dấu trừ này nó phải đi theo cái 5x ha, chứ không phải mình tắt 5x không, mình phải tắt ở đây là mình tắt trừ 5x nha tụi con. Rồi, vậy thì trừ 5x ở đây mình sẽ tắt như thế nào? Ha, bây giờ tụi con nhìn này, 2x mũ 2 thì cô vẫn viết lại. Bây giờ trừ 5x thì cô sẽ biểu diễn nó thành là trừ 2x cộng cho 7. Trừ cho 7. Rồi. Đến đây tụi con quan sát một xíu. Nếu như cô tắt trừ 2x cộng cho 7x thì tụi con nhẩm xem là 7x trừ 2x cộng với 7x nó bằng trừ 5x không? Thôi, nó bằng 5x chứ không phải là trừ 5x. Vậy thì rõ ràng là tắt như vậy là sai. Đây là một số cô đang cố tình minh họa lại một số cái cách tắt của các bạn, vì các bạn hay lầm tưởng là mình sẽ chỉ tắt về 5x thôi. Nhưng mà tụi con nhớ là cái dấu trừ ở đây là nó rất là quan trọng. Thế chưa? Vậy là cái dấu này ở đây của mình phải thay đổi lại, tức là mình phải đi tắt về thành cộng cho 2x trừ cho 7x, thì rõ ràng 2x mà trừ cho 7x thì bằng chính xác là bằng trừ 5x. Rồi, vậy khi mình tắt như vậy rồi thì con quan sát thấy điều gì? Rõ ràng mình có thể đặt nhân tử chung được, đúng không? 2x bình của 2x thì mình sẽ đặt được 2x ra ngoài để nhân tử chung này. Ở trong mình sẽ còn lại là x cộng 1. Rồi, vậy thì bây giờ đến đây mình đặt cái gì ra là nhân tử chung đây, hai hạng tử cuối cùng. Thì có một số bạn thì các bạn sẽ chỉ đặt là 7 ra ngoài thôi. Nhưng mà khi mà mình tinh ý một xíu, mình để ý một xíu, thì mình sẽ cần phải đặt trừ 7 ra ngoài làm nhân tử chung tụi con. Lý do là khi mình đặt trừ 7 ra ngoài làm nhân tử chung, thì trong đây của mình nó sẽ còn lại là x cộng cho 1. Khi mà dính đến dấu trừ thì tụi con nhớ cho cô là mình đưa vô ngoặc thì mình phải đổi dấu nha. Tụi con nhân nhẩm lại coi có phải đúng là trừ 7x trừ cho 7 không. Rồi,
Vậy thì đến đây mình xuất hiện được cái x cộng 1 của mình là nhân tử chung, cô sẽ đặt nó lên trước và trong đây của mình nó sẽ còn lại là 2x trừ cho 7. Được chưa? Rồi, vậy là cái IC của mình, đó là cái kết quả của IC ha. Thì tụi con thấy là cái IC thì nó cần mình nhìn nhanh ra một xíu trong cái cách mà tách hạng tử đúng không? Rồi. Theo mình qua cái bài số 2 ha. Mình qua cái bài số 2. Bài số 2 của mình sẽ là thực hiện những cái phép tính. Phép tính ở ý A, phép tính ở ý B. Được chưa? Rồi. Vậy thì con quan sát xem là cái phép tính này mình đang cần sẽ là những cái phép tính nào ha. Ở ý A thì mình có cái phân tích đi thực hiện cái phép tính là phép tính chia đúng không tụi con? Thì ở ý A đó con thấy là đề bài cho mình hai cái đơn thức chia cho nhau. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn tụi con làm ý A như sau. Ý A cô viết lại đề là mình đầu tiên mình cứ viết lại y chang cái đề đã. Xong mũ 4 A mũ 7 B mũ 5 chia cho 8 A mũ 3 B mũ 4. Được chưa? Rồi, có một số bạn đến đây á, thì khi mà các bạn làm nhanh làm quen rồi á, thì các bạn có thể thực hiện chia luôn, có ra được để thực hiện chia phần số và phần biến với nhau luôn. Nhưng mà có một số bạn mình quen là mình phải qua thêm một bước nữa là mình biểu diễn nó về cái dạng là phân thức đúng không các con? Cái chia thì mình sẽ biểu diễn nó với dạng phân thức như sau. Đó, chia cho 8 a mũ 3 b mũ 4. Rồi. Khi mà mình biểu diễn như vậy thì đến đây tụi con thấy là mình sẽ đi thực hiện lấy phần hệ số chia cho phần hệ số. 64 mình chia cho 8 thì mình sẽ còn 8 này. A mũ 7 chia cho A mũ 3. Thì ở đây tụi con lưu ý cho cô một cái kiến thức, đó chính là mình khi mà mình thực hiện chia hai số mũ cùng cơ số thì mình sẽ đi lấy số mũ hai số mũ trừ cho nhau và giữ lại cơ số. Ý tức là mình có A mũ 7 mà trừ cho A mũ 3 thì mình sẽ lấy 7 trừ 3 thì mình sẽ còn lại A mũ 4. Chưa? Tương tự B mũ 5 mình chia cho B mũ 4 thì mình sẽ lấy 5 trừ cho 4 thì nó sẽ còn lại là B mũ 1. Và B mũ 1 thì cô ghi là B luôn ha. À, số 1 thì mình không cần phải ghi số mũ lên làm gì. Rồi, vậy là mình xong ý A. Chưa? Rồi, bây giờ mình quay ý B này. Ý B đề bài yêu cầu mình thực hiện cái phép tính là x cộng 2 trên cho x trừ 1 cộng cho 2 trên cho x cộng 1 trừ cho 3x trừ 1 cho x bình trừ 1. Được chưa? Rồi. À, bây giờ ha, khi mà tụi con được gặp một cái bài yêu cầu mình thực hiện một cái phép tính mà gồm nhiều cái phân thức khác nhau thì mình lại quan sát xem là cái mẫu số nó đã giống nhau hay chưa. Đối với cái bài này thì các con thấy là mẫu số nó chưa bằng cùng bằng nhau. Vậy thì mình phải đi tìm một cái mẫu số chung, hay mình thường gọi là mình sẽ đi tìm một mẫu số chung nhỏ nhất. Vậy thì cái bài này thì mình, cái mẫu số chung của mình sẽ là cái gì đây? Thì các con thấy ha, ngầm ẩn đằng sau cái mẫu số thứ ba của mình là cái x mũ 2 trừ 1 này, mình có thể biểu diễn nó về thành x trừ 1 nhân x cộng 1, tức là nó chính là tích của hai cái mẫu số của cái phân thức thứ nhất và phân thức thứ hai nhân lại với nhau. Vậy thì mình xác định được là vậy thì rõ ràng cái mẫu thức chung nhất của mình ở đây chính là x trừ 1 nhân cho x cộng 1. Và khi mình xác định được cái mẫu thức chung rồi, vậy thì mình sẽ đi thực hiện cái bước tiếp theo của mình là mình sẽ đi thực hiện quy đồng. Thì ở cái bước quy đồng này mình chỉ cần thực hiện một cách từ từ và chính xác ha. Bởi vì cái bước quan trọng nhất của mình ban đầu là cái bước thực hiện xác định mẫu thức chung của tụi con. Còn cái bước quy đồng á thì mình cần làm từ từ và chính xác là sẽ ok. Vậy thì
quét xét cái phân thức đầu tiên, mình có x cộng 2 chữ trừ 1. Vậy thì mẫu của mình đang thiếu x cộng 1 thì mình sẽ nhân nhân kẻ tử vào mẫu với x cộng 1 ha. Cộng 1 được chưa? Tiếp tục, phân thức thứ hai thì ở đây dấu cộng, số viết lại là dấu cộng này. Cộng cho 2 này. X cộng 1 thì nó đang thiếu x trừ 1 đúng không? Rồi. Còn các phân thức cuối cùng thì mình thấy là x trừ 1 thì nó đã có đủ hai cái này nhân nhau rồi. Vậy thì mình không còn nhân hay gì nữa, mình sẽ viết lại y cái mẫu, y cái tử này. Vậy thì cái tử này khi mà mình viết lại thì tụi con lưu ý cho cô đây là dấu trừ ha. Một số bạn khi mà lấy dấu trừ thì một số bạn sẽ bỏ cái này vô trong ngoặc để sau đó các bạn đổi dấu sau. Nhưng mà khi mà tụi con có muốn mà thực hiện đưa dấu trừ lên luôn mà không cần đưa vô ngoặc á, thì mình phải nhớ là mình phải đổi dấu cho cô. Tức là trừ 3x và trừ với trừ thì là thành cộng 1. À, lưu ý cho cô điều đó ha. Có một số bạn sẽ dễ bị sai khi mà không có thực hiện đổi dấu đó. Rồi, vậy thì cái mẫu của mình như mình đã nói là mình sẽ là x trừ 1 này nhân x cộng 1. Được chưa? Rồi, đến đây thì mình sẽ đi thực hiện nhân phân phối từ từ vô. Chính xác thì cô sẽ nhân từ từ cho để con quan sát này. X nhân x của mình sẽ là x mũ 2. X nhân cho 1 thì sẽ là cộng x này. Cộng cho 2 nhân x là 2x này. Rồi, 2 nhân 1 sẽ là cộng 2. Tiếp theo, 2 nhân cho x thì sẽ là cộng 2x. Được chưa? 2 nhân trừ 1, nhớ đây là trừ 1 ha. Nó sẽ là trừ 2. Rồi, cái này thì cô sẽ viết lại là trừ 3x cộng 1. Được chưa? Rồi, vậy là coi như mình xong. Và bây giờ dưới mẫu của mình lúc này mình sẽ có là x trừ 1 nhân x cộng 1. Rồi, đến đây mình đi thực hiện rút gọn ha. Thì con thấy là x mũ 2 của mình bây giờ mình có rút gọn được cái gì không ta? Rồi, x mũ 2 thì nó không có gì hết thì mình sẽ viết lại là x mũ 2. Bây giờ đến x này. X cộng 2x là 3x. 3x cộng cho 2x là 5x. 5x ở đây trừ cho 3x là còn cộng 2x. Mình sẽ viết lại là cộng 2x. Rồi, bây giờ đến hệ số tự do. 2 trừ cho 2 là hết này. Nhưng mà dưới đây nhớ như cô là còn cộng 1 ra. Rồi, vậy là mình xong. Dưới đây là mình sẽ có gì đây? Mình sẽ viết lại, vẫn viết lại à, mình chưa giải đụng gì đến cái mẫu hết. Rồi, đến đây là xong cho tụi con. Rồi, có một số bạn đến đây là coi như là xong bài ha, bỏ bài ở đây rồi. Nhưng mà tụi con lưu ý cho cô ha, đến đây là vẫn là chưa xong mà. Tụi con thấy là ở trên tử này, con nhìn á, quen á. Đây là một cái hàng đẳng thức mà mình làm đi làm lại, mình làm rất là nhiều lần rồi. Khi mà mình nhìn vô thì mình phải có một cái sự cảm giác nào đó đúng không? Vậy thì cái này là hàng đẳng thức của con. Đúng rồi, nó chính là cái hàng đẳng thức x cộng 1 nè, tất cả bình đó, hàng thức số 1 của con. Vậy thì bây giờ dưới mẫu của cô, bây giờ cô có x trừ 1 nhân x cộng 1. Rồi, lý do mà mình phải viết lại về như vậy để mình có thể đi rút gọn được một cái x cộng 1 với nhau. Vậy thì x cộng 1 và x cộng 1 thì trên tử của mình lúc này sẽ còn lại một x cộng 1. Và dưới mẫu của mình lúc này bây giờ chỉ còn lại là x trừ 1. Và đây mới là đáp án chính xác của cái IB này. À, nhớ là mình phải đi thực hiện rút gọn nha tụi con. Rồi, vậy là coi như mình đã sửa xong hai cái bài đầu tiên. Rồi coi như cũng là kết thúc cái phần 1 của cái video sửa đề số 9 này. Thì những cái bài tiếp theo thì các con sẽ theo dõi ở cái phần 2 của video ha.